Hình ảnh chú mèo đưa bạn bị xe cán tử vong vào lề đường khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào xúc động. Chú mèo đã cố gắng kéo bạn mình bị tai nạn ô tô nằm giữa đường vào vỉa hè. Sau đó, chú mèo còn nỗ lực đánh thức đồng loại tỉnh dậy nhưng không thành. Không chỉ con người mà động vật cũng có tình yêu thương đồng loại. Các loài động vật cũng biết vui, biết buồn và quan trọng là chúng cũng biết cách thể hiện tình cảm của mình giống như con người vậy. Mới đây, trong một nhóm đồng thành viên trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một chú mèo bị nạn nằm giữa đường và một bạn mèo khác đứng bên cạnh gọi mèo bạn đã tử vong khiến dân mạng nghẹn ngào. Cảnh tượng gây xúc động này xảy ra giữa đường. Sau khi biết không thể làm được gì, chú mèo nhất quyết ở lại canh giữ bạn, tuyệt vọng đứng cạnh mãi không chịu rời đi. Chú mèo đưa mèo bạn đã chết của mình lên vỉa hè để tránh xe cộ qua lại có thể cán vào bạn mình. Sự đau đớn hoảng hốt hiện rõ lên trên mặt của chú mèo này. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng. Tài khoản LP bình luận: "Nhìn hình mà thương mấy em mèo quá, mình đã khóc vì tình bạn của hai chú mèo này. Mèo cũng có tình thương như con người vậy, nhà mình có nuôi hai em mèo, chúng lúc nào cũng quấn lấy nhau. Động vật cũng biết buồn, chúng cũng biết rơi nước mắt khi bạn của chúng gặp nạn, chúng cũng đau đớn và biết bảo vệ cho đồng loại của mình. Mong em mèo kia sớm đầu thai kiếp khác để gặp lại bạn của mình", tài khoản KH bình luận. Khi đưa bạn mèo đã chết đến nơi an toàn hơn, đôi mắt chú mèo vô cùng tuyệt vọng. Nó chỉ còn biết khóc và liếm vào thân thể người bạn để hy vọng cứu sống. Nhưng rồi đành bất lực và nằm đó trông chừng với đôi mắt buồn đau thương. Đây là một câu chuyện lạ lùng nhưng có thật xảy ra, minh chứng cho mối liên kết sâu sắc giữa các loài động vật với nhau. Hiện tại, bài viết vẫn đang rất thu hút sự chú ý và chia sẻ từ cư dân mạng. Cộng đồng mạng phát cuồng với bông tai ly trà sữa trân châu giúp các nàng thu hút mọi ánh nhìn. Bông tai là món phụ kiện tuy nhỏ nhưng lại khiến cho khuôn mặt của các nàng trở nên thu hút hẳn hơn. Mới đây, xu hướng bông tai ly trà sữa trân châu đã làm khuynh đảo mạng xã hội. Cơn sốt trà sữa trân châu ở Việt Nam chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí càng ngày nó càng xuất hiện thêm nhiều phiên bản thú vị. Không chỉ dừng lại với các món nước uống trà sữa thông thường, trân châu bắt đầu được biến tấu thành các món phụ kiện không thể thiếu của các cô gái. Mới đây, trong một nhóm đông thành viên trên mạng xã hội có đăng tải bài viết của tài khoản có tên là DB, chia sẻ hình ảnh bông tai hình ly trà sữa trân châu nhỏ xinh khiến dân mạng vô cùng thích thú. Có vẻ như càng ngày, độ cuồng trân châu của các tín đồ ăn uống càng trở nên quá đà khi nhiều hàng quán bắt đầu nghĩ ra cách cho cả trân châu vào những món ăn. Hay bá đạo hơn là thiết kế những món phụ kiện khuyên tai có hình thù ly trà sữa trân châu đầy sáng tạo. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng. Tài khoản TM bình luận: "Trà sữa trân châu bá đạo thật, nó đã xâm chiếm trái đất này, nơi đâu cũng thấy mặt nó. Hết đồ ăn thức uống, bây giờ đến cả bông tai cũng có hình ly trà sữa, mình chỉ biết ôm bụng cười." Cạn lời thật rồi, mấy cô nàng phát cuồng trà sữa lại có thêm món phụ kiện vô cùng bắt mắt đây rồi. Đến chào thua với những nhà sản xuất, biết nắm bắt xu hướng thời nay gây ta. Tài khoản KV bình luận: "Nếu bạn chưa tìm được cho mình mẫu bông tai độc lạ thu hút mọi ánh nhìn, thì đây sẽ là một gợi ý đầy thú vị dành cho các bạn đấy." Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!